Mình sẽ đi đi vô nhà anh đó, mình ăn cơm chay chùa đó cả nhà. Trước nếu mà các anh chị các cháu có thể dẫn các cụ kim yếu đi ra ngoài vườn lâm tiền đi trước. Mẹ thì đó, wow, mấy con muốn này là một truyền thống cao đẹp. Con em nó chạy lâu con cả nhà. Chúng ta khi làm lễ Phật Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chùa. Mấy cô đang nói. Tiếp theo đây. Con chưa cồng cây bao giờ đó. Nó có chậu mà không để cho mát mát. Đừng có để gần vách nha, để gần vách thì nó nóng quá, nó tàn ra. Chết. Cái hơi phải không chú? Để ngoài trời mà không sao. Chú đi với ai? Chú đi mẹ.